tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trên mạng xã hội xuất hiện xu hướng ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Chen đi tìm kho báu, 673.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội. Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời, các người muốn của cải của ta ư, ta giấu ngoài biển khơi ấy, người muốn thì ra đó mà tìm. Theo ghi nhận, sau khi có Chen ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài viết kèm hình ảnh, video đi tìm kho báu. Luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh là luật sư bảo chữa cho bà Trương Mỹ Lan, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng gửi đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an. Trong đơn, luật sư Thanh nêu rõ, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm. Trong suốt quá trình giải quyết, tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan, đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo trên tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung đoạn hội thoại xuyên tạc lồng ghép vào khẩu hình của bà Trương Mỹ Lan có nội dung. Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Dạ, chưa ai biết. Vậy bị cáo giấu ở đâu? Khai thành khẩn cho hội đồng xét xử biết để hưởng lượng quan hồng. Dạ, đang ngoài biển ạ. À? Dạ đúng rồi, 600 mấy ngàn tỷ. Theo luật sư Thanh, dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, tạo dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Lan được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, luật sư Thanh cũng khẳng định không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển, vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án. Hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo điểm D khoản 1 điều 8 và điểm A, B, khoản 3, khoản 5, điều 16 luật an ninh mạng. Để ngăn chặn những tác động xấu cho người dân và xã hội, luật sư Thanh đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Luật sư cũng mong muốn Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website. Tại họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng quý 1 do ngân hàng nhà nước tổ chức ngày 19 tháng 4 liên quan vụ xét xử Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, trong đó có những sai phạm của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, ông Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết, quan điểm của ngân hàng nhà nước là tất cả các sai phạm do cá nhân gây ra, các chính sách quy định về cho vay, quản lý của chính phủ, của ngành đã đầy đủ rõ ràng. Phó thống đốc nhấn mạnh, những vi phạm là do một số cá nhân cố tình thực hiện sai các quy định của nhà nước, do đó họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan chức năng đã và đang xử lý rất nghiêm minh các cá nhân có liên quan. Về thông tin một số tờ báo quốc tế đưa về vụ án Vạn Thịnh Phát và số tiền mà ngân hàng nhà nước đã cho vay để hỗ trợ SCB, Phó thống đốc cho biết khi SCB rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí được xem như khủng hoảng thì cũng giống như nhiều nước trên thế giới, chức năng của ngân hàng trung ương là phải có giải pháp kịp thời để can thiệp, đảm bảo cho ngân hàng đó không đổ vỡ và không ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Chính vì thế, ngân hàng nhà nước đã ngay lập tức có những giải pháp hành động một cách kịp thời. Thực tế trước đó, khi SCB xảy ra sự cố mất thanh khoản vào tháng 10 năm 2022, ngân hàng nhà nước cũng đã thực hiện biện pháp ổn định ngân hàng này. Theo ông Tú, SCB không phải là ngân hàng đầu tiên xảy ra sự cố, trong vòng 10 năm qua cũng đã có những ngân hàng yếu kém, có những ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Cách đây 8 đến 9 năm có 3 ngân hàng thương mại bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, buộc phải xử lý. Đây cũng là quy luật vận động của nền kinh tế ở ngay các nước trên thế giới cũng có thể xảy ra chứ không riêng Việt Nam. Ông Tú khẳng định SCB là ngân hàng có quy mô, tổng tài sản lớn, do đó đòi hỏi giải pháp xử lý cũng phải đủ lớn để thực hiện. Chúng tôi tiếp tục xây dựng lộ trình tái cơ cấu từng bước SCB, đồng thời nghiên cứu tìm ra giải pháp cơ chế tạo điều kiện cho SCB ổn định, phục hồi và hoạt động bình thường. Trong các biện pháp ổn định SCB có những khoản cho vay của ngân hàng nhà nước đối với ngân hàng thương mại yếu kém Việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều, đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn thịnh Pháp, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức vừa xét xử sơ thẩm, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Để đảm bảo việc thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM buộc Quốc Cường Gia Lai nộp lại 2.882 tỷ đồng, tiếp tục kê biên 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và giao Bộ Công an điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án. 2882 tỷ đồng nói trên là số tiền Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ công ty cổ phần Sunny Island. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát trong thương vụ bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Sunny Island. Cùng với nghĩa vụ thanh toán của Sunny Island, hợp đồng còn quy định Quốc Cường Gia Lai phải giao hồ sơ đền bù đất đai của dự án để hai bên cùng thuê một ngân hàng để quản lý, đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, chậm nhất ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island phải thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island mới chỉ thanh toán cho quốc cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng. Trong đó, 1.150 tỷ đồng chuyển cho ngân hàng BIDV để giải chấp dự án và chuyển 1.732 tỷ đồng cho quốc cường Gia Lai để chi trả tiền đền bù. Cho rằng đối tác vi phạm nghĩa vụ thanh toán, quốc cường Gia Lai đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng và khởi kiện. Trước khi hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai đã thông tin chi tiết về thương vụ bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với cổ đông. Tuy nhiên, việc phải nộp lại 2.882 tỷ đồng lại không được công ty nhắc đến. Quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết VIAC của Sunny Island, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được ý kiến của Bộ Công an rằng hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển có liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đang điều tra. Trong đó, 301 sổ hồng và 147 thỏa thuận đền bù đất đai của dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là tài liệu, chứng cứ của vụ án. Trên cơ sở đó, ngày 5 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hủy phán quyết của VAIC. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm, sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc đắk nông bình phước bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông Ma Lê Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Mali Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng mới đây bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông ma phước tỉnh ủy viên Phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Lý Phước. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu C03 xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bị khởi tố tạm giam cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cuối tháng 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Đức Quận. Bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Văn Hiệp, lý do vi phạm các quy định của đảng và nhà nước đã bị khởi tố bắt giam. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đề nghị bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Quận và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hiệp. Đồng thời, bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Quận và ông Hiệp. Tờ trình nêu các cá nhân nói trên bị bãi nhiệm vì đã vi phạm các quy định của Đảng nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua việc bãi nhiệm nói trên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trình bày và đề xuất thông qua các nghị quyết liên quan thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc Liên Khương theo hình thức đối tác công tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua Lâm Đồng. Liên quan vụ tỉnh thất Bồng Lai ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Bị can được tại ngoại vì lý do sức khỏe, bị can đang mang bản án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân chưa thi hành. Trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đầu năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành, do bà Cúc làm chủ hộ, bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng nơi đây là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ để hoạt động. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã giàn dựng diễn xuất và đăng tải 5 clip và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích giám định của cơ quan chức năng xác định nội dung của các clip và bài viết này, thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm bôi nhọ uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cuối tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng lãnh 4 năm tù, Cao Thị Cúc 62 tuổi, 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo đến ngày 21 tháng 8 năm 2022, những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân tỉnh Long An. Đầu tháng 11 năm 2022, tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại đây, hội đồng xét xử bác kháng án, giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.